chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB ngày 16 tháng 3 cho biết đã bắt giữ một người đàn ông Nga 61 tuổi vì lên kế hoạch tấn công thay mặt Ukraine. Theo hãng tin TASS, nghi phạm nhắm vào tuyến đường sắt xuyên Siberia ở vùng Sverdlovsk, dãy núi Ural. TASS dẫn lời FSB cho biết người đàn ông này được cơ quan tình báo Ukraine tuyển mộ tại thành phố Lviv, Ukraine, sau đó gửi đến Nga. FSB tuyên bố ông ta thừa nhận các cáo buộc và đang hợp tác với các nhà điều tra. Kiev trước đây cảnh báo họ sẽ nhắm tới tuyến đường sắt xuyên Siberia, tuyến đường quan trọng để vận chuyển hàng hóa của Nga. Trong những tháng gần đây, Ukraine tăng cường tấn công các mục tiêu kinh tế bên trong lãnh thổ Nga. Lực lượng nước này được cho là sử dụng máy bay không người lái UAV tầm xa nhắm vào hàng loạt nhà máy lọc dầu ở phía tây nước Nga. Ngày 16 tháng 3, Thống đốc vùng Samara, Nga Dmitry Azarov, tổ UAV của Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Rosneft trong khu vực, dù không gây thương vong nhưng khiến một cơ sở bốc cháy. Ông Azarov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng nhà máy lọc dầu Siran ở vùng sông Volga đang bốc cháy, còn vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Novokubisev đã bị ngăn chặn. Công nhân ở hai nhà máy đã được sơ tán. Một đoạn video chưa được xác minh trên mạng Internet cho thấy dường như có một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà máy lọc dầu Siran, trong khi lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. Trước đó, Thống đốc tỉnh biên giới Belgorod, nơi bị tấn công gần như liên tục trong những tháng gần đây, thông báo 5 người, bao gồm một trẻ em đã bị thương trong một vụ tấn công bằng UAV vào một chiếc ô tô đi gần biên giới Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố trừng phạt Ukraine vì cố phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Nga bằng cách pháo kích các mục tiêu dân sự và triển khai lực lượng 2.500 người có vũ trang vào Nga. Phát biểu trước các thành viên Hội đồng An ninh Nga hôm 15 tháng 3, ông Putin cho biết những hành vi như vậy của Ukraine sẽ bị trừng phạt. Tổng thống Putin nói, nhằm làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa người dân, ít nhất là ở khu vực biên giới, Ukraine đang cố tấn công vào các khu dân sự ở Nga. Theo hãng tin Reuters, ông Putin cho biết 95% số đạn pháo và tên lửa bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ, nhưng một số đã vượt qua được và gây thương vong cho dân thường. Theo ông Putin, lực lượng ủy nhiệm vũ trang của Ukraine với số lượng khoảng 2.500 người đã thực hiện 4 cuộc tấn công vào khu vực Belgorod và 1 cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Phía Ukraine có 35 xe tăng và 40 xe bọc thép. Ông Putin cho hay khoảng 60% binh sĩ được Ukraine hậu thuẫn đã thiệt mạng và 1/2 số xe bọc thép của lực lượng này hư hại. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga sẽ nhận được đòn phản ứng tương xứng từ lực lượng Ukraine sau cuộc tấn công tàn bạo vào Odessa. Các quan chức Ukraine cho biết đây là cuộc tấn công nguy hiểm nhất của Moscow trong nhiều tuần qua khi Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Odessa đã bị máy bay không người lái và tên lửa của Nga tấn công gần như mỗi ngày trong tháng này. Còn phía Nga, ít nhất 6 trường hợp phá hoại tại các điểm bỏ phiếu được ghi nhận, bao gồm cả vụ đánh bom. Khi người dân đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, trong khi các máy bay không người lái công nghệ cao đã khiến hạm đội Biển Đen của Nga rơi vào thế phòng thủ. Ông Putin đã mô tả các cuộc tấn công này là nỗ lực nhằm gây sợ hãi cho người dân và làm chệch hướng cuộc bỏ phiếu, đồng thời tuyên bố sẽ không bỏ qua. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga chính thức diễn ra hôm 15 tháng 3 và dự kiến kéo dài đến ngày 17 tháng 3. Trong 3 ngày, theo hãng tin TASS, hơn 94.000 phòng phiếu hoạt động ở Nga từ 8 giờ đến 20 giờ giờ địa phương. Ngoài ra, còn có 295 điểm bỏ phiếu nước ngoài tại 144 quốc gia và khu vực, gồm cả vùng lãnh thổ của Trung tâm Vũ trụ Baikonur, nơi Nga thuê từ Kazakhstan. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, khoảng 110 triệu công dân nước này đủ tư cách bỏ phiếu, trong đó có hơn 1,8 triệu người sống ở nước ngoài. Trước đó, các cuộc bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống đã diễn ra tại một số vùng xa xôi hẻo lánh hôm 25 tháng 2. Trong khi đó, công dân Nga sống ở nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu sớm hôm 1 tháng 3. Số liệu chính thức cho thấy đã có khoảng 2 triệu người bỏ phiếu sớm. Theo đài RT, Trung tâm Khảo sát Dư luận Xã hội Toàn Nga, VTSIOM, dự báo tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay khoảng 71%.
Ngoài ra, theo TASS, phán đoán đến từ 36 nước và 5 tổ chức khu vực đã đến Nga theo lời mời của Hội đồng Liên bang Thượng viện để quan sát cuộc bầu cử. Đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong 3 ngày. Bà Ella Pavlova, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, cử tri thích điều này vì họ có nhiều cơ hội bỏ phiếu hơn. Ngoài ra, đây còn là lần đầu tiên cử tri Nga được bỏ phiếu trực tuyến để bầu Tổng thống. Hình thức này được áp dụng tại 29 vùng lãnh thổ. Theo thống kê, hơn 4,7 triệu người đăng ký bỏ phiếu trực tuyến. Đáng chú ý, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antovo hôm 14 tháng 3 cho biết Đại sứ quán Nga ở Washington đã nhận được một số mối đe dọa liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga trong tuần này. Hãng tin TASS dẫn lời ông Antono cho biết, chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi và mối đe dọa khiêu khích, có những kế hoạch tuần hành chống Nga gần các đại sứ quán và lãnh sự quán của chúng tôi. Cũng liên quan đến những căng thẳng ở biên giới Nga thời gian qua, tình báo quân sự Ukraine JUR tuyên bố hai khu vực biên giới của Nga đã trở thành vùng giao tranh do các cuộc tấn công từ nhóm vũ trang thân Kiev. Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố từ phát ngôn viên JUR Andriy Yosso hôm 14 tháng 3. Ông Yosso tuyên bố ba nhóm thân Ukraine đang thực hiện hoạt động vũ trang ở khu vực Belgorod và Kursk, đồng thời kêu gọi người dân địa phương sơ tán khỏi các thị trấn và làng mạc vì sự an toàn của chính họ. Phát ngôn viên JUR nói thêm, thành viên trong nhóm vũ trang là những người Nga. Đáp lại, Thống đốc vùng Belgorod của Nga Yaroslav Glakhov cho biết không còn lực lượng nào liên quan đến Ukraine trong khu vực. Xung đột đang diễn ra bên ngoài vùng Belgorod, Thống đốc Glakhov tuyên bố. Thống đốc Glakhov cũng xác nhận làng Kozinka bị ảnh hưởng nặng nề và người dân đã được sơ tán đến những nơi an toàn. Ông Glakhov trước đó cho biết có 2 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương trong cuộc tấn công của lực lượng vũ trang thân Ukraine. Các blogger quân sự Nga trước đó loan tin lính dù Nga đã được điều động tới Kozinka. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã ngăn chặn được một cuộc tấn công của lực lượng liên quan đến Ukraine. Mặt khác, Thống đốc khu vực Kurdistan Starovoit cáo buộc phía Ukraine đã không ngừng nỗ lực đưa những kẻ phá hoại vào lãnh thổ Nga. Quân đoàn tự do Nga, một trong ba nhóm vũ trang thân Kiev nói trên, cho biết trên Telegram rằng hoạt động quân sự giới hạn đang được tiến hành ở hai khu vực Kursk và Belgorod, nên họ đề nghị cư dân của một số thị trấn rời khỏi đây. Nhóm thứ hai là tiểu đoàn Siberia, cũng cho biết người dân ở thị trấn Gravaron cạnh Kozinka đang sơ tán với hàng dài ô tô. Hai nhóm trên tuyên bố đã tấn công xuyên biên giới nhằm vào Nga đầu tuần này. Trước đây, quân đoàn tự do Nga và quân đoàn tình nguyện Nga từng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công xuyên biên giới khác vào Nga từ Ukraine. Các quan chức Nga cáo buộc các nhóm này nằm dưới sự chỉ huy của quân đội Ukraine và cơ quan tình báo Trung ương Mỹ. Phía Moscow cho rằng các vụ tấn công nhằm cố gắng kích động sự hỗn loạn ở Nga nhưng thất bại. Ít nhất một máy bay không người lái UAV được cho là của Ukraine đã đâm vào một cơ sở năng lượng ở thành phố Oron, phía tây nước Nga vào sáng sớm ngày 12 tháng 3 giờ địa phương. Đài RT cho biết quân đội Nga đã chặn ít nhất 25 mục tiêu thù địch tại 7 khu vực của nước này qua đêm. Ngoài chiếc UAV tấn công cơ sở dầu mỏ ở thành phố Oron và một số chiếc UAV khác nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở ngoại ô Nizhny Novgorod, thành phố Oron cách thủ đô Moscow khoảng 350 km về phía nam, Thống đốc Andrei Klitschko thông báo vụ tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở lưu trữ, nhiên liệu và năng lượng của Nga nhưng không gây thương vong trên mặt đất. Theo hãng tin RIA Novosti, một bể chứa dầu đã bốc cháy sau vụ tấn công. Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy lửa và khói bốc lên từ cơ sở dầu mỏ ở thành phố Oron, dường như có thể nhìn thấy từ cách đó vài km. Thống đốc Klitschko nói lực lượng cứu hỏa đang ngăn chặn đám cháy, kiểm soát tình hình và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Vài giờ sau, UAV tiếp tục tấn công cơ sở lưu trữ nhiên liệu và năng lượng ở khu công nghiệp Kotovskaya bên ngoài Nizhny Novgorod và cách Moscow khoảng 400 km về phía đông. Theo thống đốc Gleb Nikitin, vụ tấn công này cũng không gây thương vong.
Trong khi đó, các nhà chức trách ở Kursk và Belgorod báo cáo một số chiếc UAV bị đánh chặn qua đêm. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin tuyên bố ít nhất một chiếc UAV đã bị bắn hạ trên đường đến thủ đô của Nga. Trong một thông báo ngắn gọn, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng Nga đã đánh chặn ít nhất 25 chiếc UAV. Đây không phải là lần đầu tiên các cơ sở dầu mỏ ở Nga bị tấn công bằng UAV. Vào tháng 1 năm nay, một cuộc đột kích bằng UAV tương tự ở Oron đã gây ra hỏa hoạn và làm 3 người bị thương. Tuần trước, một chiếc UAV đã tấn công một kho dầu ở khu vực biên giới Kursk. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.